Ngày 7 tháng 7, tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một ca bạch hầu đầu tiên tại xã Bông Cơ Rang, huyện Lắk. Và ngay sau đó, thì ngành y tế của tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương khoanh vùng dập dịch. Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai đồng loạt các giải pháp nhằm khoanh vùng dập dịch tại xã Bông Cơ Rang, huyện Lắk, như khoanh vùng cách ly, lập chốt chặn kiểm soát, tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho trẻ 7 tuổi tại trường học và cộng đồng để hạn chế bệnh lây lan. Tại cái địa bàn mà có ca bệnh đó, thì chúng tôi đã hình thành cái khu cách ly tại cái buôn mà có ca bệnh. Và đồng thời qua điều tra thì cái buôn này là có khoảng 700 nhân khẩu. Thì trong cái số 700 nhân khẩu này chúng tôi đang điều tra để mà cái tình hình tiêm chủng cũng như là cái yếu tố dịch tễ. Huyện Lắk là nơi giáp danh với huyện Đắk Cờ Long của tỉnh Đắk Nông, là địa bàn bệnh bạch hầu đang diễn biến phức tạp và đã có một ca tử vong. Do đó, ngoài việc triển khai các biện pháp cấp bách khoanh vùng dập dịch, xã Bông Cơ Rang, chính quyền địa phương huyện Lắk cũng đã tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên toàn huyện để hạn chế bệnh lây lan ra diện rộng. Địa bàn dân huyện đã có các văn bản triển khai hết cho các địa phương của các địa phương các xã đó. Đó là chủ động công tác phòng ngừa, đồng thời phối hợp với sở y tế chỉ đạo cho trung tâm y tế các cái giải pháp. Từ vấn đề điều trị cho đến công tác dự phòng, vấn đề là tiêm chủng cũng như là cái vấn đề là khoanh vùng để mà dập dịch thì, và đồng thời đặc biệt nhất là chúng tôi là chỉ đạo là tăng cường các công tác truyền thông để cho mọi người dân người ta nhận thức được. Để chủ động triển khai và thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bạch hầu, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phải chủ động xây dựng phương án tổ chức phân luồng, sàng lọc khám các trường hợp có triệu chứng viêm họng cấp đến khám và điều trị tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh nhằm phát hiện sớm để kịp thời xử lý ổ bệnh, khống chế không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng trong cộng đồng.